Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với công bố kết quả chung cuộc của nhiệm vụ siêu đội hình. Hạng nhất FGTU. Hạng hai là Sof. Và nhóm đứng ở vị trí thứ tư cũng là nhóm đầu tiên bước vào vòng đấu loại. Nhóm xếp hạng tại vị trí thứ 5 trong nhiệm vụ siêu đội hình và sẽ phải nói lời chia tay với chương trình ngày hôm nay. SS Warriors. Theo đó, nhóm đứng vị trí số 3 sẽ là nhóm Hà Nội Iskers. Một lần nữa, cảm ơn nhóm SS Warriors rất nhiều. Ai sẽ ra về và ai sẽ được bước tiếp vào đêm chung kết? Trận đấu loại cuối cùng quyết định vận mệnh của hai nhóm Hà Nội Isker và Oops. Xin được phép bắt đầu. Beautiful. Kết quả thật là không mong đợi. Chuyện gì phải đến rồi cũng sẽ đến. Cái gì đấy? Chấp nhận sự thật. À, sếp ấy à? Sếp round. Rồi, sếp thôi nào. Là mình round đầu tiên là mình phải kill luôn. Kill luôn. Mình áp đảo. Round 2 chắc ăn thì mình phải, những round đầu tiên mình phải chắc ăn luôn. Để cho giám khảo có những cái nhận định là phải team này vào. Round 2. Mình đấu với Hà Nội Girl ấy thì chắc chắn trận này sẽ là chị Ki ra. Chị Ki quách, còn Amy thì nhảy kiểu hip hop. Cho hẳn sai luôn đi, tại vì đằng nào quách cũng không có ai quách thì mình cứ băm người ok đó thôi. Ôi, em muốn là người đấu sao để em có gì em gọi là chơi với động tác của người ta. Được đấy. Ai ra cũng được, chơi hết, một tâm. Thật. Lúc đấy là không quan tâm nữa rồi. Tôi lại có một trận tái đấu với em đi. Trận đấu loại cuối cùng quyết định vận mệnh của hai nhóm Hà Nội Isker và Oops. Xin được phép bắt đầu. Ngay bây giờ xin mời Hà Nội Isker và Oops hãy cùng bước lên sàn đấu ạ. Trận đấu lần này sẽ được tiến hành dựa trên sự đánh giá của 4 vị ban giám khảo với hình thức là đấu 5, thắng 3. Hiệp 1 sẽ là trận đấu nhóm. Sau đó, hiệp 2, hiệp 3, hiệp 5 sẽ là các trận đấu đối kháng 1-1. Và đặc biệt, hiệp thứ 4 sẽ là hiệp đấu 2-2. Hiệp thứ 3 sẽ là trận đấu so tài giữa hai trưởng nhóm với nhau. Và trận đấu loại này ngày hôm nay sẽ áp dụng thêm một luật đặc biệt nữa. Nếu như trong một hiệp đấu, sau khi 4 giám khảo lượt thẻ và có kết quả là 2-2, hai nhóm sẽ không tiến hành tái đấu. Trong trường hợp kết quả từ ban giám khảo là 2-2, hiệp đấu sẽ được tính là hòa và không nhóm nào được thêm điểm. Sau hết 5 hiệp đấu mà vẫn chưa phân định được thắng bại, các bạn sẽ tiến hành đấu hiệp phụ 1-1 cho đến khi có nhóm giành được 3 chiến thắng. Nhóm giành được 3 trên 5 lần thắng trong trận đấu loại này trước sẽ là nhóm cuối cùng tiến vào đêm chung kết. Đồng nghĩa với việc nhóm thua sẽ phải rời khỏi sàn đấu của Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố ngay lập tức. Cả hai đội đã sẵn sàng. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với sự xoay chai, tìm xem thứ tự trận đấu hiệp đầu tiên là gì ạ. Thứ tự thi đấu sẽ là nhóm Oops sẽ là nhóm bắt đầu. Một phút lơ là thôi mình sẽ không còn vòng sau để thực hiện nữa. Nên đây chính là cơ hội cuối cùng của Oops rồi. Bọn mình chắc chắn sẽ lấy được cái tấm vé vào chung kết. Trận đấu loại xin được phép bắt đầu. Ready? Fight! Là bạn có powers. Powers, powers, I'm a
Aussie with an army vibe. Global militant, yeah, worldwide. Keep it moving, yeah, they get tired. Got this energy, I don't know why. Kamikaze with an army vibe. Global militant, yeah, worldwide. Keep it moving, yeah, they get tired. Got this energy, I don't know why. Powers. Bọn mình tin là cái năng lượng của bọn mình có thể áp đảo được được Úc Phúc. Phần trăm thiên về Hà Nội X ơi là sẽ chiến thắng. Nhưng mà sau màn thể hiện của Úps hôm nay thì mình khá là bất ngờ. Thâm tâm là ủng hộ cho Úps. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng xem kết quả của hiệp đầu tiên như thế nào. 3 2 1 Court open. Hà Nội X Girls. Yeah. Vậy là chúng ta đã có kết quả chung cuộc của hiệp đấu đầu tiên này giữa hai nhóm Oops và Hà Nội X-Girl, và phần thắng đã nghiêng về nhóm Hà Nội X-Girls. Xin chúc mừng các em. 일단 두 분 다 에너지는 너무 좋았는데요. 그럼에도 불구하고 하노이 X-Girls가 좀 더 배틀 적으로 많이 쳤어요. 그러니까는 뭔가 퍼포먼스라기보다도 배틀에서 보여줄 수 있는 포인트 구간을 잘 살려서 확실히 정말 배틀다웠다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 우프스 팀 같은 경우에는 전반적으로 흐름이 굉장히 안정적으로 잘 흘러갔었던 것 같고요. 반대로 이제 하노이 걸스는 정확하게 이제 자신들이 표현하려고 했던 킬링 포인트나 와우 포인트들을 잘 살려준 것 같아서 이쪽을 선택을 하게 됐습니다. như vậy là Hà Nội X Girls đã dẫn trước một điểm với một chiến thắng, và ngay sau đây sẽ là hiệp đấu thứ hai, một hiệp đấu 1-1. Không biết nhóm trưởng sẽ lựa chọn thành viên nào ra thi đấu trận đấu này đi ạ. Xin mời Đỗ Linh. Nhóm em sẽ cử ga chiến của U School lên sân khấu ngày hôm nay, đó chính là Amy. Yeah, Amy. Nhóm bọn em sẽ cử một em cũng không nhiều kinh nghiệm cho lắm, đây chính là chị Ki. Hi Ki. Wow, Amy của nhóm Oops và Ki của nhóm Hà Nội X Girls đã sẵn sàng cho hiệp đấu thứ hai. Và bây giờ trận đấu xin được phép bắt đầu. Ready, fight. Fight. Yeah.
bộ. Ban giám khảo của chúng ta đã có quyết định chưa ạ? 3 2 1 Cut Open. Bước ra với một thần thái như mình chính là nữ hoàng. Và em đã biết là em tung quả nào rồi. Cho nên là khi mà em phải sắp xếp mọi thứ ở trong một cái trận battle mà nó ngắn như thế, thì đôi khi nó làm cho cái trận thi đấu của em nó không được liền mạch. Còn Amy, khi mà bước ra, Amy vẫn giữ được cái chất của mình từ đầu tới cuối và xuyên suốt. Và nó sẽ đúng cái chất của một trận battle hơn. Sau hiệp 1 và hiệp 2, hiện tại nhóm Us và nhóm Hà Nội X Girl đang hòa nhau. Hiệp thứ 3, và đây sẽ là trận đấu so tài giữa những người đang gánh vác trọng trách rất là quan trọng trên vai, đó chính là trưởng nhóm Đỗ Linh của nhóm Us và trưởng nhóm NV của nhóm Hà Nội X Girl. Trận đấu của các trưởng nhóm hiệp thứ 3 của trận đấu loại xin được phép bắt đầu. Ready, fight! Tốt 3 2 1 and switch.
trận đấu kết thúc. Và hãy cùng đồng thời lực thẻ sau tiếng đếm của Gil ạ. 3 2 1 Cut. Open. Hà Nội Sasha đã nhận được 3 phiếu đến từ 3 vị giám khảo Harry Won, Diệp Lam Anh và Knux. Và mọi người đang gần hơn nữa tiến đến tấm vé vào đêm chung kết. Với tỷ số hiện tại sau 3 hiệp đấu là 2-1 và phần thắng đang nghiêng về nhóm Hà Nội East Girls. 저는 이 두 분이 리더로서의 실력을 조금 입증했다라고 생각을 합니다. 도리님은 굉장히 잘 즐겨주셨고 사실 메가크루 때와의 다른 모습을 또 보여주셔서 저도 같이 보면서 즐겼습니다. MV님 같은 경우는 하노이 엑스걸스의 장점인 것 같아요. 표정과 여유가 넘치는 와중에 이제 킬링 포인트를 급하지 않게 정확하게 꽂아 넣는 거, 이게 어떻게 보면 리더님 핫해서 나온 거 아닐까라는 생각이 들 정도로 굉장히 인상 깊게 봤습니다. Có thể là những người khác là người ta xài được khoảng chừng 100% hoặc là 120% đi, nhưng mà riêng năng lượng của MV xài tới 150%. Cái đó là công nhận, cái đó quá giỏi. Cho nên lần này là mình phải đưa cho MV điểm cao hơn một chút xíu. Ngay sau đây sẽ là hiệp đấu thứ tư, một hiệp đấu đôi. Những thành viên nào sẽ là những thành viên được chọn giữa hai nhóm đây? Chúng ta sẽ hỏi Envy, người đã mang về chiến thắng vừa rồi. Em sẽ lựa chọn hai thành viên nào của nhóm để ra thi đấu ở hiệp thứ tư lần này? Lựa chọn của em có nhất thiết phải nói không? Phải nói. Em muốn giữ cho bất ngờ hay sao? Vâng, em nghĩ mọi người cũng không bất ngờ đâu. Dạ, nhưng mà em cứ giữ. Dạ. Bí mật nha. Bí mật, okay, bí mật. Ok. Bên này có chiến lược là muốn giữ bí mật thành viên ở bên nhóm UPS thì sao nào? Dạ, bọn em cũng xin phép là giới thiệu luôn. Okay. Một cặp đôi gọi là đũa lệch, mà có khi là mọi người sẽ không bao giờ nghĩ hai người này nhảy đôi với nhau, đó chính là Jamai và Ivy. Ở hiệp đấu thứ tư này, hiệp đấu đôi, chúng ta sẽ chỉ có 40 giây cho đôi đầu tiên và 40 giây cho đối thủ tiếp theo. Chúng ta sẽ không có 40 giây đấu chung. Trận đấu đối kháng 2-2 chính thức bắt đầu. Ready? Fight!
nhưng mà nhân năng lượng ok. Sự lựa chọn của các vị giám khảo như thế nào ạ? Bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng đến với sự lựa chọn các vị ban giám khảo. 3 2 1 Cut open. Thắng rồi cơ. Em thấy tiếc quá. Em đã dùng cái trích mũ là cái trích mà em chỉ tập trong một thời gian ngắn, nhưng em đã cày rất nhiều để em có thể làm được cái trích đấy. Và em nghĩ là nếu như mình có thể làm được cái đấy thì mình sẽ nắm chắc phần thắng. Nhưng đối với Tư Lâm Anh thì là một vote cho Hà Nội X Girl, bởi vì phần này là phần kết hợp thi đấu cặp, thì Hà Nội X Girl đang làm tốt cái nhiệm vụ đấy hơn. Còn về phía Oops thì thấy rằng là không đúng cái nhiệm vụ lắm. Từ đầu tới cuối bọn em phải luôn luôn liên kết với nhau ấy. Thì có những đoạn bọn em xé lẻ ra và có những sự hỗ trợ của các bạn khác nữa. Cho nên là một vote cho Hà Nội X-Girl. Yeah, cảm ơn giám khảo Diêu Lâm Anh ạ. 너무 재밌었던 배틀이고요. 하노이 X-Girls의 이제 듀엣은 왁킹 보깅 여전사. 우린 절대 지지 않아. 약간 이런 느낌이었고, 웁스 같은 경우는 크럼프를 베이스로 보여주더라고요. 제가 오는 걸 알았나요, 혹시? 몰라요. 몰랐는데, 물론 그것 때문은 아니지만, 네, 더 마음이 움직였다. 그리고 하나 더 말씀드리면, 굉장히 하노이 엑스걸스가 에너지틱하게 너무 멋있게 마무리했는데, 그 에너지를 바로 받아갔었던 점이 굉장히 인상이 깊었습니다. 그래서 저는 웁스 팀을 뽑게 되었습니다. 예. Và sau khi 4 trận đấu kết thúc, chúng ta đã có tỷ số vẫn là 2-1. Và tiếp theo ngay sau đây sẽ là hiệp đấu thứ 5. Thành viên nào sẽ là người thực hiện hiệp đấu thứ 5 này đây ạ? Xin mời Đỗ Linh của nhóm Oops. Cũng không giấu gì mọi người, bọn em cũng xin phép giống Hà Nội X-Girl là sẽ ỉm đi cái chiến binh của vòng này. Ấy chà, ok. Bên này có muốn giấu luôn không ạ? Hay là Envy? Bên này thì lần này em xin được trân trọng giới thiệu đấy, marshmallow của tụi em, Virginia. Yeah, Virginia sẽ là thành viên sẽ bước vào trận thi đấu thứ 5 của nhóm Hà Nội X-Girl. 1, 2, 3. Và một lần nữa, nhóm Oops sẽ là nhóm thi đấu đầu tiên. Và ngay bây giờ, trận đấu xin được phép bắt đầu. Ready, fight. Real?
And trận đấu kết thúc. Trời ơi, chỗ kia là cái intro đi lên đi xuống hay mất hết cả rồi. Phí nhìn chính diện, nhìn chính diện thì mới thấy rõ được. Nhìn sang không biết. Và vâng rồi, là hiệp đấu thứ 5 của cả hai đội Hà Nội East Girl và Oops. Chúng ta hãy cùng đến với sự lựa chọn của các vị giám khảo. 3 2 1 Card open. Và chúng ta đã có 3 sự lựa chọn dành cho Hà Nội East Girls. Và một sự lựa chọn đến từ giám khảo Nus dành cho nhóm Oops. Như vậy đồng nghĩa là sau 5 hiệp đấu, Hà Nội East Girls đã chiến thắng với tỷ số là 3-1. Và giành tấm vé bước vào đêm chung kết của Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố. So với những ngày bình thường mình bình tĩnh hơn rất nhiều. Mình đã không phụ lòng chị em. Đó là cái giây phút mà mình cảm thấy mình tự hào. Và mình rất là xúc động. Cái trận chiến lúc đó nó đang thiên về phần năng lượng, mà cái phong cách của mình nó sẽ có phần tĩnh hơn trong cái thời điểm nước sôi lửa bỏng. Mà mình nổi bật hơn thì cũng khá khó, bởi vì Virginia là một người có năng lượng rất là mạnh. Oops 팀이 초반에 힐을 보이면서 기대를 엄청 높여 놓으셨는데 배틀다운 느낌이기보다도 그냥 흘러가는 느낌이 되게 셌어요. 저는 개인적으로 너무 아쉬웠습니다. 그런데 버지나가 머리를 휘어감으면서 분위기 체인지를 하면서 좀 더 파이트 있게 잘 분위기를 반전해 주셨고 퀄리티가 정말 좋으세요. 동작 하나하나 할 때 포인트 그리고 어려운 테크닉이라는 거를 제가 너무나도 잘 이해를 하니까 동시에 할 때도 제 눈에는 확실히 네, 버지나님이 확실히 더 눈에 띄었습니다. 희유카님을 제가 선택한 이유는 동시 배틀 때 그런 자신감 그리고 우리를 보여주겠어 약간 이런 스토리가 저한테는 더 보였던 것 같아요. 그래서 제 마음을 더 울렸고 버지나님이 에너지가 너무 좋고 잘 추시지만 절대 밀리지 않았고 저에게는 더 영감이 있었다. 그래서 저는 뽑게 되었습니다. Mặc dù đã trước đấy đã bị đánh giá là một nhóm yếu, nhưng mà bọn mình hôm nay thực sự là đã bỏ hết tất cả lên sân khấu rồi và giám khảo cũng đã nhìn thấy điều đấy. Mặc dù là có những trận thua nhưng vẫn có những lời khen dành cho Úc vì cái tinh thần chiến đấu. Xin chào mọi người, mình là AB đến từ Oops Crew. Và đây là thành viên của nhóm mình ạ. Và đây là một cái hình ảnh mà mọi người có thể thấy ở Oops Crew, không chỉ là dance cover. Chính ở cái sàn đấu này là bọn mình đã khẳng định lại là tên Oops Crew là như nào. Yes. Có thể là trong những lúc quay hình các thứ, mọi người có thể nói Nhiều điều. Úp. Cái nhóm cover K-pop á? Ý là có cả nhóm cover K-pop tham gia á? Không phải là đối thủ nặng kỳ lắm. Không biết ưu điểm là gì. Thật sự đây là con số 0 rồi. Âm luôn rồi. Ánh mắt và cái cách nói chuyện của mọi người khi mới bước vào, kiểu là bọn em là lũ trẻ con. Chị chỉ nên ở nhà cover K-pop thôi ạ. Sao đâu mọi người ơi đừng ghét mà. Nhóm mình tỉnh lại ngay. Thực ra mình chăm chỉ thì mình sẽ khác. Nhưng mà cái việc tham gia chương trình nó giống như là một cái việc thúc đẩy mình rất là nhiều trong cái gọi là quá trình tập nhảy của cá nhân mình. Là một cái bước tiến khá lớn. Là với bản thân mình thì nó là một cái sự trưởng thành. Đó đều là những kỷ niệm đẹp đối với mình. Như kiểu là một cái level up trong cái quá trình tìm hiểu bản thân là mình có thể làm được đến đâu. Nhưng mà đến giây phút cuối cùng thì tất cả các nhóm đã đứng lên và cổ vũ cho mình trong các cái trận đấu cuối cùng này, thì mình cảm thấy là họ đã thực sự là công nhận cho Úc và những cái nỗ lực của mình đã được đền đáp. Bọn em nên tin vào bản thân mình hơn nữa. Sau ngày hôm nay thì thực sự là tất cả những người có chuyên môn
và các thí sinh ở đây cũng sẽ nhìn bọn em với một mắt khác. Mai sau có ai hỏi mình thì mình vẫn sẽ luôn luôn kiểu tự hào và mình luôn sẵn sàng nói rằng là mình là thành viên cũ của UP và mình cũng từng là dance cover. Thay mặt cho nhóm em thì bọn em cũng lại xin một lần nữa được cảm ơn tới tất cả mọi người có mặt ở khán đài ngày hôm nay. Mọi người thực sự đã trao cho UP một cơ hội rất là tuyệt vời để có thể thể hiện được mình ở trong chương trình này. Và xin cảm ơn tất cả các nhóm nhảy, tất cả các anh chị em dancer ở đây. Mọi người đã quá tuyệt vời và bọn em đã học hỏi được rất nhiều điều từ mọi người. Và cũng xin được cảm ơn tất cả anh khán giả đã ủng hộ và dõi theo UP trong suốt khoảng thời gian qua. Mong là sắp tới mọi người sẽ tiếp tục đồng hành cùng với UP và sẽ theo dõi quá trình phát triển tuyệt vời hơn của bọn mình. Và lời kết là đàn ông UP mở đàn bà UP School. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Và vòng chung kết của nữ hoàng vũ đạo đường phố đã tìm ra được ba cái tên, đó chính là nhóm FED, Soul Fire và Hà Nội Isker. Ngay bây giờ Gil sẽ công bố nhiệm vụ cuối cùng trong hành trình của nữ hoàng vũ đạo đường phố dành cho mọi người. Cuối cùng luôn là một nhiệm vụ rồi. Cuối cùng rồi này. Ở vòng chung kết của nữ hoàng vũ đạo đường phố, mọi người sẽ có hai nhiệm vụ chia ra làm hai phần. Nhiệm vụ đầu tiên là nhiệm vụ ca khúc trình diễn. Cả ba nhóm phải biên đạo và trình diễn vũ đạo trên cùng một ca khúc chủ đề. Và trong nhiệm vụ lần này, đây là một ca khúc được sáng tác mới hoàn toàn, không phải là một ca khúc có sẵn hay được sản xuất dành cho một ca sĩ nào cả. Việc mà các bạn cần làm là dựng nên một màn trình diễn phù hợp với bài nhạc này, nhưng cũng đồng thời phải mang đậm màu sắc riêng mà chỉ có nhóm mình mới có thể làm được điều đấy. Wow, nước đi này em không ngờ tới được. Để không thể ngờ được cái gì luôn đấy. Không ngờ được. Chương trình ơi. Mọi người có muốn nghe highlight của ca khúc mới này không? Đó nó không phải là cái loại nhạc thế mạnh của Hà Nội Isker. Và mình nghĩ đây là một đề bài khó. Wow, wow. Dễ thế. Hay thế. Hay mà. Thực sự là thấy khó. Lây đấy. Lây. Và nhiệm vụ thứ hai của đêm chung kết của chúng ta sẽ có tên là nhiệm vụ V-pop. Chọn một bài nhạc Việt. Wow. Và nhiệm vụ này yêu cầu các nhóm phải tận dụng màu sắc riêng của chính nhóm mình để tái hiện lại ba ca khúc V-pop. Ôi, là mình đã làm 4 bài. Ba ca khúc remix. Liệu ca khúc V-pop nào đang chờ các bạn đây? À, được chọn cho 3 bài. Chọn 1 trong 3. Vậy thì chúng ta hãy cùng đến với tên nghệ sĩ đầu tiên. Và đó là nữ ca sĩ sở hữu giọng hát mạnh mẽ cùng khả năng trình diễn vũ đạo cuốn hút. Cô luôn chứng minh được sự biến hóa đa dạng của mình ở mỗi sản phẩm âm nhạc. Đây sẽ là nghệ sĩ Tóc Tiên. Khi anh bỏ đi sợ mãi. Ơ, bài này khó thế. Bài này á? Bài này khó thế. Bài này catwalk, bài này catwalk Queen khác phiên bản gọi là X10 độ khó, đáng sợ luôn đấy. Và xin được giới thiệu, đó là nghệ sĩ Tóc Tiên cùng với ca khúc Một Cọng Tóc Mai. Khó thế.
Khổ quá. Một cọng tóc mai. Nghệ sĩ tiếp theo, với một phong cách âm nhạc độc đáo kết hợp giữa pop, R&B và rap. Đây rồi. Được xem là một biểu tượng mới của thế hệ Gen Z. Không những vậy, còn được đánh giá là người thổi làn gió mới vào âm nhạc Việt. Xin được giới thiệu Ren Evans. Em thích bài này quá. Và đó là ca khúc gì ạ? Tỏ thế tí. Tỏ thế tí. Bài này thì khó cho cả các nhóm. Vậy ca khúc thứ ba sẽ là ca khúc gì đây? Nghệ sĩ thứ ba sẽ xuất hiện trong nhiệm vụ V-pop lần này. Xin được giới thiệu nghệ sĩ Jimu. Đó chính là tên ba nghệ sĩ và ba ca khúc sẽ xuất hiện ở nhiệm vụ V-pop ở đêm chung kết lần này à. Chúng ta đang có ba nhóm và chúng ta có những sự lựa chọn giống nhau thì sao? Cho nên chúng ta sẽ có một cái trận đấu để giành ca khúc này về cho bản thân mình. Đây rồi, đến lúc mình cơn đau rồi. Mỗi nhóm sẽ chọn một trong ba ca khúc nhiệm vụ được giao và dán tên nhóm mình lên ca khúc mà mình muốn. Cả ba nhóm đang đều có quyền lựa chọn bình đẳng như nhau. Nếu trong trường hợp các nhóm chọn cùng một ca khúc thì các nhóm phải nhảy freestyle trong 30 giây theo đoạn highlight của ca khúc đó. Thông qua bình chọn của nhóm còn lại, nhóm nào nhận được bình chọn cao hơn thì nhóm đó sẽ được giành ca khúc đó về. Theo cái nhạc đấy. Easy. Bây giờ cả ba nhóm sẽ có một phút để thảo luận bàn bạc với nhau để xem mình sẽ lựa chọn nghệ sĩ nào và ca khúc nào. Cái bài đầu tiên sẽ hơi khó để chậm quá. Bạn nhảy mình rất nét. Mà cả hai bài đều có khai thác, đều có thể khai thác idea được. Thì đương nhiên là mình khai thác được, nhưng mà kiểu chọn nhạc mà nó cả thị hiếu cũng cay quá, cũng muốn nghe. Nghe Tỏ Tê Tí đi. Nhưng mà em vẫn muốn đi làm Tỏ Tê Tí. Chị biết là muốn làm Tỏ Tê Tí rồi, nhưng mà em nếu mà em lấy Tỏ Tê Tí thì em là để cho hai nhóm kia vào hai cái bài kiểu ấy của họ. Ý là nó là một cái sự lựa chọn an toàn cho mình ấy. Thì chị biết là nó không hợp với mình quá, nhưng mà thời gian 1 phút đã kết thúc. Và Gil xin được nhắc lại một lần nữa. A là ca khúc Một Cọng Tóc Mai, B là Tỏ Tê Tí và C là Đóa Hoa Hồng. Xin mời nhóm trưởng của nhóm Soulfire. Chắc luôn. Không chọn đời gì đâu. Ca khúc nào nhóm đã quyết định chọn ở nhiệm vụ V-pop lần này? Tỏ Tê Tí của nghệ sĩ Grant Evans. Và xin mời hai nhóm trưởng của FED và Hà Nội East Girl là NV lên đây để dán lên sự lựa chọn của mình. Liệu chúng ta có một sự lựa chọn trùng nhau không ạ? FED sẽ có chung màu sắc với bọn mình, sẽ có chung cái lựa chọn. Có thể là bọn mình sẽ lại đụng độ với nhau thêm một lần nữa. Gặp cái gì thì mình đón cái đấy thôi. Như vậy là FPD và Hà Nội XG đã lựa chọn cùng một ca khúc, đó chính là Đóa Hoa Hồng. Vậy có nghĩa là chúng ta chắc chắn sẽ có một trận đấu để tranh bài hát. Và luật thì mọi người cũng đã nắm được rồi đấy. Nếu mà có hai đội cùng chọn một ca khúc, chúng ta sẽ có thể đấu freestyle 30 giây trên nền nhạc highlight của ca khúc đấy.
Bởi vì cả hai sẽ cùng nhảy trên một đoạn highlight của ca khúc này, cho nên chúng ta sẽ cùng nhau quánh tù xì để xem lựa chọn ai sẽ là người thi đấu trước. Được không nào? Quánh tù xì. Ok. Yeah. Thế thì em được quyền quyết định em muốn thi đấu trước hay thi đấu sau nào? Em thi đấu sau ạ. Như vậy là Ki của Hà Nội X-Girl sẽ là người thi đấu trước. Cả hai thành viên của hai nhóm đã sẵn sàng chưa nào? Dạ. Và bây giờ sẽ là phần thi đấu freestyle 30 giây trên nền nhạc highlight của khúc Đóa Hoa Hồng. Ready? Fight! Vui vẻ thế này, vui vẻ. Nào xem nào. Let's make a move. Sẽ là lượt thi đấu của nhóm FPD. Người có thể quay về nhóm của mình rồi. Bởi vì nhiệm vụ quan trọng bây giờ sẽ thuộc về nhóm Soulfire. Tại vì bài này nó kiểu vui vui ấy. Mà Fed lại kiểu mũ hẳn là kiểu ấy hẳn đấy. Fed có vui không? Trông Fed có vui không? Fed không vui. Đây là một thử thách ấy. Và thời gian đã kết thúc. Xin mời trưởng nhóm của Soulfire Anh Mỹ hãy đưa ra quyết định của mình. Đây là lần đầu tiên SoFire được gọi là chơi chiêu với hai đội còn lại. Bọn mình muốn cái bài hát này nó sẽ là thử thách cho cả hai đội. Vậy nên là mình sẽ chọn FED là đội chiến thắng. Có sự lựa chọn của nhóm SoFire. Kết quả chung cuộc của trận đấu đoạt ca khúc nhiệm vụ V-Bop. Hà Nội X-Girl sẽ bước vào chung kết với ca khúc Một Cọng Tóc Mai. Ok. Còn nhóm Soulfire sẽ bước vào chung kết với ca khúc Tò Te Tí. Và nhóm FAD sẽ là ca khúc Đóa Hoa Hồng. Yeah. Ok. Wow, sẽ còn rất rất là nhiều sự bất ngờ chờ đón chúng ta ở đêm chung kết của Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố. Hy vọng cả ba nhóm sẽ cố gắng và thể hiện hết sức mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở đêm chung kết của Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố. Cái thứ hai là gì? Hoặc là em cái gì đây? Em không, đừng ơi, che lúc đầu định che mặt, che cả mặt.
cái bài hát hay là cái chủ đề của chương trình đưa ra đã không phải là thế mạnh của SoFi rồi. Bọn mình đã quyết định là làm một cái concept khác hẳn, là bọn mình sẽ làm một cái hình tượng một cô gái mạnh mẽ. Bọn mình muốn cái hình ảnh nó không bị quá ủy mị với bọn mình. Lần cuối này. Vừa mới nhảy Mea Crew được nhảy hip hop với kiểu mình đang rất là sướng với được làm chính mình ấy. Xong giờ lại nhận thêm một bài nhạc cũng khá là thử thách với bản thân mình nữa. À, ngược lại thì mình nhận được ca khúc Tò Te Tí thì mình khá là hứng thú và vui vì nó là cũng là một phần hình ảnh của mình trước đấy rồi cùng với nhóm nhảy của mình ở Hà Nội. Bọn mình đã tạo nên cái xu hướng cho bài hát này, khiến cho bài hát này trở thành trending. Nên là bọn mình hơi có chút lo lắng. Không biết là mình có thoát ra được cái bóng của Tò Te Tí của Last Final Crew không? Ở sàn đấu ở Final Zone ấy, mình lại thấy nó không quá là ấn tượng. Đúng rồi. Thật ra khi mà nghe kỹ lại bài này là một bài rất là hợp với bọn mình luôn ấy. Thì lúc đầu cái quyết định của bọn mình là bọn mình muốn chọn bài Đóa Hoa Hồng. Nhưng mà cái gì nó cũng sẽ có lý do của nó và cái kết quả mà bọn mình nhận được bài Một Cọng Tóc Mai thì nó mình cảm giác đây là một kết quả rất là phù hợp đối với Hà Nội X Girl. Một cô gái bị người chàng trai phản bội và anh ấy nghĩ là cô ấy sẽ bị tổn thương nhưng không. Cô ấy chỉ coi đấy là một cọng tóc mai thôi. Thì các bạn sẽ tăng trước rồi. Có thông báo mới rồi, luật mới rồi. Đã có được thứ tự trình diễn trong đêm final. Rồi, hiểu rồi, rồi. Biết bên hai rồi. Bây giờ thì mọi người muốn được ép trong những vụ Mega Pro thì mọi người đem được vé Benefit. Benefit? Lại tiếp tục vào bất ngờ. Lại chính là bất ngờ. Benefit hay là gì? Hay là bất lợi ạ? À? Đấy chính là có thể sắp xếp thứ tự biểu diễn trong sân khấu final. Số 3 là số đẹp của bọn mình. Cái mission 2 này, Hà Nội X Girl, show final trong mình. Nhưng mà cái bài này sẽ là show final Hà Nội X Girl mình. Ừ, cũng được. Hip hop, Tò Te Tí đầu tiên. Tò Te Tí đầu tiên. Mở màn ok mà. Ừ, và kiểu cute. Màn ok. Nhiệm vụ mà biểu diễn cao khúc hip hop đầu tiên thì thực sự sẽ là so fly đấy hip hop đi Hà Nội X-Girl đến lại phải đi dí à sâu ngược lại là được cái sâu ngược lại là được cái sâu ngược lại là được trong nhiệm vụ thứ hai nhiệm vụ ca khúc trình diễn thì thứ tự sẽ là Hà Nội X-Girl so fly và FPD. Ok thì mình nghĩ đấy là một cái quyết định khá là an toàn và cũng có phần chiến lược. Thế thì mình sẽ Tò Te Tí đầu tiên đấy. Hip hop là mình trên đầu. Đúng rồi. Sao thế nhỉ? Cái bài mood nó đang không hợp tí nào ấy. Không hợp để mở màn cái bài đấy. Nói chung là đến vòng này thì vẫn là bây giờ nói chung là đến vòng này mình cứ làm phải cái gì nó khác ngoài, hơn ngoài cái tầm gọi là ấy của mình ấy. Thế là nó khác hơn cái thị hiếu của khán giả. Nói chung là nhảy cái gì được. Nó sẽ vẫn phải là kiểu choreo thôi chứ bọn mình không thể chuyên được một cái thể loại nào trong cái bài này luôn. Ai bảo chuyên đâu, chả đứa nào chuyên cả luôn ấy. Bọn mình đang cố gắng hết sức để có thể thoát ra khỏi cái sự an toàn mà ban giám khảo đã nhận xét trong những cái vòng trước của bọn mình. Thì cái bài Vip Hop bọn mình muốn thể hiện cái cá tính thực sự của bọn mình. Ở trong cái vòng chung kết lần này thì thực sự bọn mình muốn mang cái đấy lên sân khấu để mọi người có thể cảm nhận được cái thực sự cái cá tính của bọn mình. Đang ở đây đúng không? Thu cái chân này lại. Thu sỏ ra đây. Sỏ qua. Về đây. Sỏ qua. Xong rồi cầm đây.
đây. FED nhất định sẽ giành chiến thắng. Ngóng lắm rồi, diễn luôn, diễn luôn. Đây, em thả cái tay kia xuống, thả cái tay kia xuống. Không chắc lắm. Lên đây thì tốt hơn, ở đây thì nó đau quá. Những cô gái của Hà Nội Girls sẽ lột xác trong vòng chung kết lần này, bung hết skill, bởi vì chúng mình cũng không còn gì để mất cả. Quyết chiến và quyết thắng. Come right back, gotta come. Right, có một từ right nữa. Right back, right gì đấy, chỉ còn một từ nữa thôi. Bọn mình sẽ làm hết sức có thể để đem lại những màn biểu diễn hoàn hảo nhất cho khán giả và ban giám khảo. Có gì là chơi hết.